đại sư trực thị cực lạc cửu phẩm liên đại quân thị trường thế phàm phu vạn sanh chi vị tứ độ tam bối cửu phẩm đều là ngũ trượt ác thế địa vị của những phàm phu này sanh về thế giới tây phương cực lạc Địa vị thật sự có cao thấp không giống nhau Cao thấp không giống nhau Như ở trước thiện đạo đại sư Một câu nói nổi tiếng nhất Vì gặp duyên khác nhau Vì thế chính phẩm sai biệt Vậy chúng ta nghĩ xem Chúng ta quá may mắn Duyên chúng ta gặp được quá thù thắng Mình học Và hiểu Phật Pháp Từ từ Đại Tâm phát ra Đây là bản thân của quý vị Chúng ta gặp được Đại Thừa Gặp được tịnh Tông Gặp được Vô Lượng Thọ Lại gặp được quyển hội tập của Hạ Liên Cư Sĩ Gặp được chú giải của cụ Hoàng Niệm Tổ Chuyện này quá thù thắng Trên trái đất này có mấy người gặp được Gặp được rồi quý vị tin tưởng Quý vị thật sự phát nguyện vãng sanh Thì quý vị chắc chắn được sanh Vì chưa đủ trình độ hiểu rõ kinh giáo Địa vị vãng sanh Tây Phương Cực Lạc tương đối thấp Đạo lý chính là như vậy Nếu như quý vị đối với kinh giáo thành thục Thông suốt, hiểu rõ Thì địa vị của quý vị sẽ cao nếu như không những thông đạt hiểu rõ Mà còn thân thể lực hành Chúng ta thật làm Vậy địa vị của quý vị càng cao Quý vị trở thành Đại Tâm Phàm Phu Đại Tâm Phàm Phu tâm lớn Giải lớn Hành lớn Thì họ trở thành Thượng Bối Vãng Sanh cho nên trong kinh giáo ví dụ ở thế giới ta bà tu hành một ngày bằng ở thế giới cực lạc tu hành một trăm năm nói cách khác thế giới cực lạc tu hành một trăm năm không bằng ở thế giới này tu hành một ngày thế giới này quá hay Vì sao vậy? Vì thế giới cực lạc nâng cao rất ổn định Thế giới này là cao cao thấp thấp Nhấp nhô rất lớn Lên cũng nhanh Mà té xuống cũng nhanh Là môi trường như vậy Giống như chèo thuyền vậy Thế giới cực lạc là gió yên biển lặng Mà nơi này là sóng lớn Sóng dữ quý vị có thể chịu được khảo nghiệm đến thế giới cực lạc nâng cao rất nhanh vậy môi trường của chúng ta chính là khảo nghiệm của chúng ta phật thích ca mâu ni làm tấm gương để cho chúng ta thấy phật thích ca mâu ni có thể cư trú nơi môi trường rất tốt, cũng có thể cư trú một nơi cả đời không xuống núi. Ngài làm được. Ngài không có thể hiện ra điều này, ngài chỉ hiện một chàng trai lưu lạc, không ở cố định. Ngài ngày chuyển nhà. Thực tại là Ngài biểu diễn Dù là biểu diễn một tai họa lớn Trước đây chúng ta từng chạy nạn Kháng chiến với người Nhật Bản 8 năm Ngày ngày trốn nạn không ở cố định 8 năm đã đi 10 tỉnh Hoàn toàn đi bộ Không có công cụ giao thông Đi được mấy vạn dặm. Phật Thích Ca Mâu Ni vì chúng ta mà biểu diễn những điều này. Nói cách khác, chúng ta tương lai sẽ gặp được khó khăn như vậy. Nếu không, ngài vì sao biểu diễn như vậy? Thói quen cuộc sống của chúng ta Đến lúc đó Quý vị một chút khổ đều không cảm nhận được Vì sao? Đây chính là cuộc sống hàng ngày của quý vị Đã quen cuộc sống sung sướng Nên họ cảm thấy đây là cực hình Họ không chịu được Chúng ta ngày ngày đang chịu Mỗi ngày đang chịu phải ở trong thói quen mới nuôi dưỡng thành điều gì như như bất động mắt thấy sắc tướng không bị sắc tướng phá rối tâm chúng ta đã định tâm đã thanh tịnh dùng phương pháp gì thanh tịnh mặc niệm phật hiệu phương pháp này hay niệm đến lúc có trình độ nhất định, thì họ tự nhiên có năng lực, không bị quấy rầy. ở trong môi trường bị quấy rối nhưng không bị quấy rối, đây gọi là chân công phu. nhất định phải hiểu phàm có hình tướng đều là hư vọng Nhất định phải có tâm từ bi Lân mẫn những chúng sanh mê hoặc điên đảo Tạo nghiệp này à, Niệm niệm hy vọng Tự chúng ta làm được tấm gương tốt Khiến họ cảm ngộ Giúp họ quay đầu giúp họ giác ngộ tâm này chính là tâm vô thượng bồ đề cây khổ của chúng sanh từ đâu đến khổ từ mê hoặc điên đảo tạo tác nghiệp không thiện lạc từ đâu mà đến lạc từ giác ngộ thông đạt hiểu rõ đối với hết thảy chân tướng của pháp người mê hoàn toàn vì bản thân tự tư tự lợi Ngày nay cái gọi là lấy người làm gốc thì họ lấy cá nhân họ làm gốc. Người giác ngộ vô ngã tướng, vô nhân tướng, vô chúng sanh tướng, vô thọ giả tướng, tức người giác ngộ. Ngã tướng tồn tại không tồn tại, nhân tướng cũng tồn tại, chúng sanh tướng cũng tồn tại. Thọ giả tướng cũng tồn tại. Tại sao lại nói không? không chấp trước biết được những tướng này là huyễn tướng cái có này là huyễn có không phải thật có đương thể tức không liễu bất khả đắc trong kinh là nghiêm đức phật nói tức tướng ly tướng Ly tức đồng thời ly tức bất nhị. Đây là chư Phật Bồ Tát ứng hóa ở thế gian. Họ thị hiện cho chúng ta thấy. Ở đây làm ra tấm gương tốt nhất cho chúng ta, dạy chúng ta học tập. Khiến chúng ta ở trong tất cả cảnh duyên không sanh phiền não. Chỉ sanh trí tuệ thuận cảnh thiện duyên sanh trí tuệ nghịch cảnh ác duyên cũng sanh trí tuệ cho nên lúc đó tâm của quý vị sung mãn từ bi sung mãn cảm ơn đây chính là chư phật như lai chư phật như lai không có lúc nào không cảm ơn Niệm niệm đều trong thế giới cảm ơn Niệm niệm trong thế giới hoan hỷ Thế giới hỷ lạc Độ người là độ mình Lợi người là lợi mình Phương tiện người khác Chính là độ hóa chúng sanh nhà phật nói là phương tiện thiện xảo tứ đức của hoàng nguyên quán cái thứ nhất nói tùy duyên diệu dụng tùy duyên diệu dụng chính là phương tiện thiện xảo phương tiện là tùy duyên thiện xảo là diệu dụng vì sao vì nâng cao chính mình cũng là nâng cao người khác đây gọi là thiện xảo